Mới đây, Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ bổ nhiệm chức vụ đối với ba đồng chí phó giám đốc. Vậy các nhân vật ưu tú ấy là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, góp mặt trong buổi lễ có sự xuất hiện của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Các đồng chí vinh dự được bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc công an thành phố Hà Nội là Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông, Đại tá Phạm Thanh Hùng, trưởng phòng an ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Thành Long, trưởng công an quận Nam Từ Liêm. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ba đồng chí được bổ nhiệm chức phó giám đốc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, đây là sự kiện đặc biệt của lực lượng công an thủ đô khi được lãnh đạo Bộ công an quan tâm, tạo điều kiện bổ nhiệm cùng lúc ba đồng chí phó giám đốc đã qua quá trình phấn đấu trưởng thành từ công an thành phố Hà Nội. Giao nhiệm vụ cho ba đồng chí phó giám đốc, Trung tướng Nguyễn Hải Phong mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trước nhiệm vụ yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao. Lực lượng công an thủ đô đang thực hiện hai nghị quyết hết sức quan trọng với rất nhiều yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gồm nghị quyết 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại và nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, cách mạng mới có thể đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, mong các đồng chí chủ động nhất, nhanh nhất để hòa nhập, nắm bắt được các nhiệm vụ chung của công an thành phố cũng như những lĩnh vực mà sau này mình phụ trách, đồng thời tiếp tục chung tay góp sức thật trách nhiệm để xây dựng tập thể công an thành phố thành một khối thống nhất, cùng chung ý chí, chung hành động, thực hiện nhiệm vụ cao cả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Thay mặt ba đồng chí phó giám đốc được bổ nhiệm, Đại tá Dương Đức Hải bày tỏ, đây vừa là niềm vinh dự cũng là nguồn động viên rất to lớn, thể hiện sự tin tưởng của đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dành cho đội ngũ cán bộ quy hoạch tại chỗ của Công an thành phố Hà Nội, đồng thời càng cảm thấy trọng trách lớn lao, góp phần tiếp nối xứng đáng với truyền thống Công an thủ đô anh hùng. Đại tá Dương Đức Hải khẳng định, chúng tôi xin hứa sẽ nhanh chóng bắt tay ngay vào trọng trách mới, nhiệm vụ mới, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực hết mình cùng toàn lực lượng công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo 6 điều bác hồ dạy, vững vàng về bản lĩnh chính trị, sắc bén về nghiệp vụ pháp luật, đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong tình hình mới. Với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, hy vọng ba đồng chí được bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nhân dân tin yêu.